Yorkshire College là một trong số những trường cao đẳng công lập lớn nhất tại Canada. Trường nằm ngay tại trung tâm thành phố Toronto và có mối quan hệ chặt chẽ với các nhà tuyển dụng lớn tại thành phố. Là một trong những trường cao đẳng lớn nhất ở Toronto, với rất nhiều chương trình đào tạo đa dạng đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên. Đặc biệt, trường có rất nhiều chương trình co-op thực tập hưởng lương, tạo điều kiện cho sinh viên có thể áp dụng kiến thức và thực tế nhằm nâng tỷ lệ thành công khi xin việc sau tốt nghiệp. Điều kiện đầu vào: tốt nghiệp trung học phổ thông với GPA từ 6.5, IELTS 6.0, không đạt yêu cầu tiếng Anh có thể tham gia khóa ESL tại trường. Mức học phí: chương trình cao đẳng chứng chỉ khoảng 14.330 đô la Canada cho 2 học kỳ và khoảng 21.495 đô la Canada cho 3 học kỳ. Chương trình cử nhân khoảng 17.160 đô la Canada cho 2 học kỳ. Chương trình sau đại học khoảng 14.600 đô la Canada cho 2 học kỳ và khoảng 21.900 đô la Canada cho 3 học kỳ. Nếu bạn quan tâm du học Canada, đừng ngần ngại mà hãy bắt máy gọi ngay cho VNPC. Các bạn sẽ nhận được tư vấn và lộ trình du học Canada hợp lý nhất.